Kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các quý vị đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo về hiệu quả cai thuốc lá của phương pháp tư vấn trực tiếp trên nhóm bệnh nhân hô hấp nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai. Phần trình bày của tôi gồm có các nội dung sau. Như chúng ta đã biết thì hút thuốc lá gây ra nhiều vấn đề sức khỏe phải nhập viện. Thời điểm phải nhập viện là thời điểm mà người hút thuốc dễ dàng tiếp nhận các thông điệp về cai thuốc lá. Tuy nhiên thì phần lớn bệnh nhân lại hút thuốc lại ngay sau khi ra viện, điều đó dẫn đến tăng nguy cơ tái nhập viện và tử vong. Các nghiên cứu cho thấy tư vấn ngắn cai thuốc lá thì có hiệu quả thấp, cho thấy cần các cái can thiệp tích cực hơn. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân nhập viện, chủ yếu là bệnh lý tim mạch và phẫu thuật, rất ít nghiên cứu về can thiệp cai thuốc lá trên bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp. Ở Việt Nam thì dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá đã bắt đầu triển khai từ năm 2015 tại một số bệnh viện. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào trên nhóm đối tượng này. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ cai thuốc bằng phương pháp tư vấn trực tiếp khi điều trị nội trú ở bệnh nhân mắc một số bệnh phổi. Một vài nét tổng quan thì như chúng ta đã biết là hút thuốc lá có mối liên quan chặt chẽ với các bệnh lý hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, viêm phổi mắc phổi cộng đồng, lao phổi và hen phế quản. Đồng thời là ở những người hút thuốc lá thì nguy cơ tràn khí màng phổi cũng tăng. Các nghiên cứu thì đã cho thấy hút thuốc lá không đơn thuần là một thói quen mà là một căn bệnh mãn tính. Đây là căn bệnh có mã bệnh tật là F17, tức là nghiện nicotine. Trên lâm sàng để đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine thì sẽ đánh giá dựa vào trắc nghiệm Fagerstrom gồm có 6 câu hỏi, và tổng điểm các câu hỏi này sẽ giúp phân độ mức độ nghiện thực thể nhẹ, trung bình và nặng. Ngoài ra, việc đo nồng độ khí CO trong hơi thở ra cũng giúp gián tiếp xác định mức độ nghiện thực thể nặng với nồng độ CO trên 20 ppm, đồng thời CO cũng giúp xác định xem người hút thuốc có sử dụng thuốc lá hay không. Các phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay chia làm hai nhóm là phương pháp điều trị nhận thức chuyển đổi hành vi hay còn gọi là các biện pháp tư vấn và phương pháp điều trị bằng thuốc. Mô hình chuyển đổi hành vi của Prochaska và Diklemang là được coi là nền tảng của các biện pháp điều trị tư vấn cai nghiện thuốc lá. Theo đó thì một người hút thuốc sẽ trải qua 7 giai đoạn của quá trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc, từ thờ ơ có ý định chuẩn bị cai thuốc, giai đoạn củng cố, và nếu củng cố kéo dài, cai thuốc kéo dài trên 12 tháng sẽ bước sang giai đoạn thành công. Ngược lại, nếu hút thuốc trở lại thì sẽ trở thành một người tái nghiện, và ở mỗi giai đoạn này thì mức độ quyết tâm cai thuốc là khác nhau. Nội dung tư vấn theo đó cũng cần phải điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn để giúp tăng cường quyết tâm cai thuốc. Các mô hình tư vấn được sử dụng đó là mô hình tư vấn 5A dành cho người đã muốn cai thuốc và mô hình tư vấn 5R dành cho những người chưa muốn cai thuốc, giúp tăng cường động lực cai thuốc. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì nghiên cứu của chúng tôi lựa chọn bệnh nhân nam giới trên 18 tuổi, đang hút thuốc hoặc còn hút thuốc trong vòng 1 tháng trước khi nhập viện, điều trị nội trú tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10 2017 đến tháng 10 2020 với chẩn đoán một trong các bệnh như là hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi mắc phải cộng đồng, lao phổi màng phổi, tràn khí màng phổi và ung thư phổi. Tiêu chuẩn loại trừ tất cả những bệnh nhân đã bỏ hút thuốc trên 1 tháng tại thời điểm nghiên cứu, bệnh nhân có suy giảm về nhận thức, bệnh nhân có vấn đề giao tiếp như là câm điếc, bệnh nhân sức khỏe yếu hoặc dự đoán tuổi thọ ngắn, và bệnh nhân có lạm dụng các chất gây nghiện khác như cần sa, ma túy. Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng đánh giá trước sau, không có đối chứng. Về cỡ mẫu nghiên cứu, chúng tôi lấy tất cả các bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn không có tiêu chuẩn loại trừ, tổng cộng 137 bệnh nhân, loại trừ 9 bệnh nhân, trong đó 7 bệnh nhân tử vong vì ung thư phổi trước 6 tháng, 2 bệnh nhân sử dụng nicotine thay thế khi về nhà, còn lại 128 bệnh nhân. Can thiệp trong tư vấn là can thiệp tư vấn trực tiếp khi đang nằm viện, gồm một lần tư vấn ngắn dưới 5 phút do bác sĩ điều trị thực hiện và một lần tư vấn sâu 30 phút do bác sĩ phòng tư vấn trực tiếp hoặc nghiên cứu sinh thực hiện. Nội dung tư vấn theo mô hình tư vấn 5A và 5R theo chu trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc Prochaska và nhấn mạnh mối liên quan giữa tác hại của hút thuốc với bệnh lý phổi cụ thể của bệnh nhân. Đây là sơ đồ quy trình tư vấn trực tiếp. Thu thập số liệu thì vào lần khám đầu tiên và nghiên cứu, chúng tôi thu thập các đặc điểm về nhân khẩu học, bệnh sử hút và cai thuốc trước đó, tình trạng bệnh lý hô hấp cần nhập viện. Ở các thời điểm theo dõi 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, chúng tôi gọi điện thoại cho bệnh nhân và một người nhà sống cùng để xác định tình trạng hút và cai thuốc. Những bệnh nhân báo cáo là cai được thuốc ở thời điểm 6 tháng sẽ được mời đến bệnh viện để xác nhận bằng đo nồng độ CO trong hơi thở ra. Các chỉ tiêu đánh giá như tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày, cai liên tục 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng sẽ được đánh giá bằng yêu cầu bệnh nhân trả lời hai câu hỏi liên quan đến tình trạng sử dụng thuốc lá, và được xác nhận là cai thuốc nếu bệnh nhân trả lời không với cả hai câu hỏi trên, có sự xác nhận của một người thân sống cùng. Tỷ lệ cai liên tục do bệnh nhân tự báo cáo và được xác nhận bằng đo nồng độ CO hơi thở ra dưới 10 ppm khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Đo nồng độ CO trong hơi thở ra được thực hiện trên máy micro CO chuẩn máy định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, do bác sĩ phòng tư vấn trực tiếp được đào tạo và thành thạo về kỹ thuật này. Phân tích số liệu sử dụng phần mềm STATA đối với các chỉ tiêu nghiên cứu chính là tỷ lệ cai thuốc tại các thời điểm theo dõi sẽ sử dụng cách phân tích intention to treat. Về kết quả thì đặc điểm nhân khẩu học, tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 53, trong đó phần lớn đối tượng là ở trong độ tuổi trung niên đã kết hôn, nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là nghề nghiệp tự do, tiếp đến là nông dân. Trình độ học vấn thì 90% đối tượng có trình độ học vấn từ cấp 3 trở xuống và phần lớn sinh sống ở khu vực nông thôn. Đối với yếu tố môi trường thì phần lớn đối tượng là có nhiều bạn hút thuốc chiếm 82%, 84% đối tượng tiếp xúc với khói thuốc ở nơi làm việc và có 93% đối tượng làm việc ở trong môi trường không có quy định cấm hút thuốc lá. Khoảng 1/3 số đối tượng nghiên cứu, 27,34% là sống cùng nhà với người hút thuốc và chủ yếu là con cái của họ chiếm 71,42%.
Phần lớn đối tượng nghiên cứu thì có mức độ phụ thuộc nicotine ở mức độ trung bình chiếm 64,6% và 0,6% và mức độ nặng là 22%. 2/3 số đối tượng là bắt đầu hút thuốc và hút thuốc hàng ngày từ trước 18 tuổi, đặc biệt là 17% đối tượng hút thuốc từ lứa tuổi rất sớm là trước 14 tuổi. Số năm hút thuốc trung bình là 35 năm và phần lớn đối tượng là hút thuốc từ thời gian hút thuốc là trên 10 năm. Về số lượng thuốc hút trung bình là 18 điếu mỗi ngày, 82,8% đối tượng hút trên 10 điếu thuốc mỗi ngày và có 39% đối tượng từng cai thuốc trước đó, trong đó 100% là chưa từng sử dụng các cái phương pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá trước đây. Về chẩn đoán bệnh hô hấp thì chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh phổi viêm phổi mắc phải cộng đồng chiếm 42,97%, tiếp đến là ung thư phổi 21,88% và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 13,28%. Thời gian nằm viện trung bình là 10 ngày và phần lớn đối tượng là nằm viện dưới 1 tuần. Về tỷ lệ cai thuốc lá sau khi ra viện thì ở thời điểm đánh giá 6 tháng, tỷ lệ cai thời điểm 7 ngày, tỷ lệ cai kéo dài 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng do bệnh nhân tự báo cáo và có xác nhận của một người nhà, tương ứng là 53,13, 52,38, 50,78 và 48,44%. Trong đó tỷ lệ cai đã được xác nhận với đo nồng độ CO trong hơi thở ra dưới 10 ppm là 42,97%. So với nghiên cứu của các tác giả khác như là Chen và cộng sự và Pedersen và cộng sự trên đối tượng bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được thực hiện tư vấn ngắn khi nằm viện thì tỷ lệ cai ở thời điểm 6 tháng là 18,6 đến 21,4%. Tỷ lệ cai trong nghiên cứu của các tác giả này thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi, bởi lẽ là ở trong nghiên cứu này các tác giả chỉ sử dụng tư vấn ngắn một lần, nghiên cứu của chúng tôi ngoài tư vấn ngắn bệnh nhân còn được tư vấn sâu một lần 30 phút bởi tư vấn viên trực tiếp của phòng tư vấn trực tiếp hoặc là nghiên cứu sinh. Trong nghiên cứu của Azevedo và cộng sự thì nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện nói chung tư vấn 15 phút, tỷ lệ cai 6 tháng là 41,7%. Như vậy, để kết luận thì tư vấn trực tiếp gồm một lần tư vấn ngắn và một lần tư vấn sâu trên 30 phút được thực hiện bởi bác sĩ khi điều trị nội trú là can thiệp cai thuốc có hiệu quả trên nhóm bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý phổi. Với tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày, tỷ lệ cai liên tục 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng có xác nhận của một người thân sống cùng là 53,13, 52,34, 50,78 và 48,44%. Tỷ lệ cai thuốc ở thời điểm 6 tháng có xác nhận bằng đo nồng độ CO hơi thở ra là 42,97%. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.